Liên quan đến khủng hoảng Ukraine, đại diện nước Cộng hòa tự xưng Luhansk cho biết Ukraine dùng pháo phản lực của Mỹ nã vào nhiều địa phương khu vực. Trong khi đó, Ukraine nói đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Donbass. Ukraine phô diễn uy lực của lựu pháo FH-70-155mm. Theo Thủ tướng Simhan, Ukraine cần gấp tên lửa cho hệ thống phòng không Đức. Ở diễn biến khác, Đài Loan cho hay Mỹ sẽ hoàn tất chuyển giao tên lửa Stinger trong năm 2025. Syria bắn hạ 2 tên lửa hành trình và 4 đạn pháo dẫn đường của Israel. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Xin chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình tin nóng. Những diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine cùng nhiều tin tức nổi bật trên thế giới sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Hãng tin Sputnik vào ngày 23 tháng 10 dẫn lời đại diện Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luhansk cho hay các lực lượng Ukraine đã nã pháo vào thị trấn Novoida và thành phố Vatove ở vùng Luhansk bằng hệ thống phóng tên lửa đa năng do Mỹ cung cấp HIMARS. Các cuộc pháo kích đã được ghi nhận vào lúc 0 giờ 30 phút và 2 giờ 50 phút ngày 23 tháng 10 tại Vatove và Novoida. Các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng hệ thống pháo phản lực đa nòng HIMARS, đại diện Luhansk nói trong một tuyên bố trên Telegram. Trước đó vào tối ngày 20 tháng 10, các lực lượng Ukraine đã tiến hành tấn công nhắm vào khu vực dân sự ở Kherson, cũng bằng HIMARS do Mỹ cung cấp, theo Sputnik. Ông Kirill Stemoso, quan chức khu vực, cho hay ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong vụ tấn công. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 19 tháng 10 tuyên bố thiết quân luật ở 4 khu vực mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào Nga. Cùng ngày, Thượng viện Nga đã thông qua sắc lệnh của ông Putin, theo Reuters. Ukraine đã gọi tuyên bố thiết quân luật của ông Putin là hành vi hợp pháp hóa việc giành lấy tài sản của người Ukraine. Hiện Kiev chưa đưa ra bình luận về các báo cáo trên của phía Luhansk. Giới chức Ukraine, quân đội Nga đang tập trung nỗ lực kiềm chế hành động của lực lượng phòng vệ Ukraine tại một số khu vực nhất định, đồng thời Moscow vẫn cố gắng tiến hành hoạt động tấn công trên các hướng thành phố Bakhmut và Andiivka thuộc vùng Donetsk. Thông tin được tờ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố vào hôm 23 tháng 10, theo trang tin Ukrinform. Trong 24 giờ qua, các đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga bên ngoài các khu định cư thuộc vùng Donbass như Bakhmut, Bamutsky, Ivangrad, Marinka, Ukrinform trích dẫn báo cáo cho biết. Ngoài ra, theo giới chức Ukraine, lực lượng Nga còn pháo kích vào các vị trí của quân đội Ukraine và tiến hành trinh sát trên không. Vào ngày 22 tháng 10, pháo kích dữ dội vào cơ sở hạ tầng quan trọng và nhà ở, vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Hơn một nửa số tên lửa hành trình và UAV tấn công của Nga đã bị lực lượng phòng không của Ukraine bắn hạ, theo Ukrinform. Tổng cộng trong ngày qua, quân Nga đã thực hiện 32 cuộc tấn công bằng tên lửa, 25 cuộc không kích và thực hiện hơn 80 cuộc tấn công bằng nhiều hệ thống tên lửa phóng đa nhiệm, giới chức Ukraine nói thêm. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 22 tháng 10 khẳng định, lực lượng của Moscow đã đẩy lùi mọi nỗ lực tấn công của Ukraine ở vùng Donetsk, Luhansk miền Đông và ở Kherson miền Nam. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Ukraine cố gắng tiến công vào 4 khu định cư ở Kherson nhưng không thành công. Theo giới chức địa phương, các cảnh báo không kích đã vang lên ở các khu vực Poltava và Kirovograd, miền trung Ukraine và thủ đô Kiev vào cuối ngày 22 tháng 10. Trước đó, vào sáng ngày thứ Bảy, các cảnh báo không kích cũng được ghi nhận trên khắp Ukraine, bao gồm ở thủ đô Kiev và ở các khu vực Nikolaev, Sumy, Poltava và Kharkiv. Nga đã tiến hành không kích bằng vũ khí chính xác vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine từ ngày 10 tháng 10. Vào ngày 18 tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 30% nhà máy điện ở Ukraine đã bị phá hủy, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Vào hôm 21 tháng 10, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Galushenko nói rằng các cuộc tấn công của Nga đã ảnh hưởng ít nhất một nửa công suất sản xuất năng lượng nhiệt của nước này. Tổng thống Vladimir Putin nói với Hội đồng Bảo an Nga vào ngày 10 tháng 10 rằng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine nhằm đáp trả vụ nổ trên cầu Crimea. Ông lên án vụ việc và gọi hành động như vậy là không thể bỏ qua. Các binh sĩ Ukraine gần đây đã tiến hành đánh giá tính hiệu quả của lựu pháo FH-70-155mm.
theo video do trang Military vào hôm 19 tháng 10 công bố. Lựu pháo FH-70 được đưa ra vào biên chế trong lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 5 năm 2022. Quân đội Ukraine nói rằng lựu pháo nhắm mục tiêu chính xác ở lần bắn thứ hai. Độ chính xác được xác định bởi đường đạn đầu tiên đến gần mục tiêu ở khoảng cách 50-60m và từ quả đạn thứ hai đã có thể bắn trúng mục tiêu. Được biết, FH-70 có động cơ Volkswagen 1700cc, cho phép nó di chuyển độc lập và vận tốc 16 km/h mà không cần máy kéo. Kiev cần gấp tên lửa cho hệ thống phòng không Ariste của Đức, vốn vừa được chuyển giao cho Ukraine. Thông tin được Thủ tướng Ukraine Denis Timhan cho biết vào hôm 22 tháng 10, Đức đã cung cấp cho chúng tôi hệ thống Ariste hoạt động được một tuần và đã cứu sống nhiều người, đặc biệt quanh thủ đô Kiev. Thật không may, chúng tôi chỉ có một hệ thống như vậy vào thời điểm này và chúng tôi đang trông chờ đợt chuyển giao tiếp theo, ông Simhan nói với truyền thông Đức. Ngoài ra, Thủ tướng còn lưu ý nhu cầu cấp bách về các tên lửa phòng không của Ukraine. Vào tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói rằng một trong số 4 hệ thống phòng không Ariste đã được chuyển giao cho Ukraine, 3 hệ thống còn lại sẽ đến vào năm 2023. Nga nhiều lần tố cáo phương Tây gửi hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Ukraine, đồng thời lưu ý động thái chỉ đổ thêm dầu vào lửa và khiến xung đột kéo dài. Moscow cảnh báo bất kỳ lô hàng chứa vũ khí cho Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các lực lượng vũ trang Nga. Vào hôm 21 tháng 10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết lãnh đạo các nước thành viên EU đã chỉ thị Ủy ban châu Âu EC đề xuất cách sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine, theo TASS. Thông tin trên được đưa ra ngay sau khi lãnh đạo các quốc gia EU kết thúc một cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Brussels của Bỉ. Chúng ta phải thảo luận về các tài sản đang bị đóng băng của Nga và xem xét khả năng sử dụng nguồn tài sản này cho việc giúp đỡ và tái thiết Ukraine, hãng TASS dẫn lời ông Michel. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng cho rằng vấn đề này có thể sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị quốc tế về Ukraine, dự kiến diễn ra tại Đức vào tuần tới. Về mặt pháp lý, các khoản tiền bị đóng băng với trị giá khoảng 292 tỷ đô la Mỹ vẫn thuộc về Nga hoặc các công dân của nước này. Để sử dụng những tài sản này, EU cần tìm cách tịch thu chúng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang tìm cách cung cấp cho Ukraine khoảng 1,5 tỷ euro mỗi tháng. Các bộ trưởng tài chính của khối đã được giao nhiệm vụ cùng nhau kêu gọi nguồn tài trợ. EU đã thu giữ tài sản của các doanh nghiệp và công ty Nga, cùng với tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, như một phần của các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Ý tưởng sử dụng tài sản tịch thu của Nga để viện trợ cho Ukraine được đưa ra lần đầu tiên cách đây vài tháng và được các chính trị gia như Tổng thống Ukraine Zelensky, cựu Thủ tướng Anh Liz Truss và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ủng hộ. Tuy nhiên, các quan chức hàng đầu của Mỹ bao gồm Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo rằng việc sử dụng những khoản tiền này ở Ukraine có thể là bất hợp pháp. Nga đã chỉ trích mạnh mẽ việc các quốc gia phương Tây thu giữ tài sản của nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov cho rằng việc đóng băng tài sản về cơ bản cấu thành hành vi đánh cắp bất hợp pháp. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, theo Taiwan News vào hôm 22 tháng 10, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Khư Quốc Chính cho rằng việc chuyển giao các tên lửa phòng không Stinger có thể sẽ hoàn tất trong năm 2025. Kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ hồi đầu năm nay, loại tên lửa này là vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Ukraine và đang được lực lượng Kiev sử dụng để đối phó với máy bay Nga tại chiến trường Đông Âu. Đây được cho là lý do chính khiến Mỹ chậm bàn giao tên lửa Stinger cho đảo Đài Loan. Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất gửi đến cơ quan lập pháp của hòn đảo, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho rằng mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ quan này và Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan sẽ đảm bảo thương vụ trên diễn ra đúng kế hoạch. Đài CNA cho biết ông Khư Quốc Chính dự kiến sẽ trao đổi với các nhà lập pháp Đài Loan về tiến độ của các hợp đồng vũ khí quan trọng. Theo báo cáo, dự kiến Đài Bắc sẽ chi tiêu khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách quốc phòng năm 2020. Trong đó bao gồm 236 hợp đồng đầu tư với 34 danh mục bí ẩn. Được biết, phần lớn các thương vụ nói trên đã được thực hiện từ những năm trước. Tuy nhiên, danh sách này cũng bổ sung thêm 58 danh mục mới, trong đó có một trường hợp không được tiết lộ với tổng giá trị hơn 137 triệu đô la Mỹ. Báo cáo trên cũng nêu 26 thỏa thuận có liên quan đến các giao dịch với Mỹ, nhưng chỉ có một danh mục mới.
Lực lượng phòng vệ Đài Loan nhấn mạnh rằng 235 tên lửa Stinger của Mỹ sẽ được bàn giao đúng kế hoạch, thậm chí có khả năng sẽ được chuyển giao vào cuối năm 2025, sớm hơn so với dự kiến ban đầu. Ngược lại, các thương vụ vũ khí trong nước có nhiều khả năng bị trì hoãn do chuyển dịch chuỗi cung ứng, lạm phát và thiếu lao động, theo CNA đưa tin. Theo Sputnik News, các hệ thống phòng không của Syria đã phá hủy 2 tên lửa hành trình và 4 lựu pháo dẫn đường do máy bay chiến đấu F-16 của Israel triển khai trong hôm 21 tháng 10, thông tin từ đại tá Andrei Baudovrev, phó giám đốc Trung tâm Nga về Hòa giải Syria, cho biết vào hôm 22 tháng 10. Theo đó, ông Baudovrev cho rằng Israel đã triển khai 4 chiến đấu cơ F-16 và thực hiện các cuộc tấn công từ cao nguyên Golan. Vào tối ngày 21 tháng 10, các chiến đấu cơ đã bắn tổng cộng 4 tên lửa hành trình và 8 đạn pháo dẫn đường vào các sân bay Damascus và El Damas của Syria. Đợt không kích lần này đã phá hủy một radar ILC-6M của quân đội Syria và đường băng của sân bay ở El Damas và không ghi nhận có trường hợp thương vong. Theo TASS, một cuộc biểu tình với khoảng 200 người đã diễn ra tại quảng trường Ferrari ở Genoa, thành phố cảng trên bờ biển Ligurian của Italy vào ngày 22 tháng 10, để phản đối các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, kêu gọi chống NATO và ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev. Chúng tôi tổ chức biểu tình nhằm kêu gọi Italy rời khỏi NATO, phản đối các lệnh trừng phạt đối với Nga, cũng như tất cả các biện pháp hạn chế kinh tế và quân sự mà Italy buộc phải tuân thủ. Chúng tôi cũng muốn lên án đường lối đối ngoại mà Italy đang thực hiện, một chiến lược ngoại giao mà theo chúng tôi đã vô cùng khắc nghiệt đối với người dân, người tổ chức cuộc biểu tình chia sẻ với TASS. Ông nhấn mạnh rằng hành động này cũng nhằm chống lại sự hỗ trợ về chính trị, quân sự và kinh tế đối với Kiev, cũng như chống lại một thực tế về chính sách đối ngoại của Italy, một chiến lược được định hình ở Washington và Brussels, chứ không phải ở Rome. Theo nhà hoạt động này, chính phủ mới của Italy sẽ tiếp tục tuân thủ chính sách đối ngoại mà bà Mario Draghi đã thực hiện trước đó. Được biết, tân thủ tướng của Italy Giorgia Meloni đã nhiều lần cam kết rằng chính phủ của bà sẽ duy trì lợi ích quốc gia, đồng thời tuân thủ quy tắc của Liên minh EU và tổ chức quân sự NATO, đặc biệt là trong quan hệ với Moscow. Những người tham gia biểu tình đã dương cao một biểu ngữ lớn với nội dung tự do cho các dân tộc giải phóng nước Italy khỏi sự thống trị của Mỹ và Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, một số khác còn mang theo cờ Nga. Theo TASS, những người tham gia cuộc biểu tình này cũng đã lên án tin tức một chiều về việc xung đột Ukraine trên các phương tiện truyền thông địa phương, cũng như việc tăng hóa đơn năng lượng do các nhà quản lý ở Brussels kích hoạt. Nhóm người này dự kiến tiếp tục tổ chức một cuộc biểu tình khác với khẩu hiệu tương tự tại Napoli. Reuters vào hôm 23 tháng 10 đưa tin Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Ả Rập theo lời khuyên bác sĩ về việc tránh đi lại. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Algeria Tebboune, Thái tử Mohammed bày tỏ lấy làm tiếc vì không thể tham dự hội nghị thượng đỉnh Ả Rập. Sự kiện diễn ra từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 11 tại Algeria. Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi sau đó đưa ra tuyên bố về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng không đề cập đến việc Thái tử không tham gia hội nghị thượng đỉnh. Theo truyền thông Algeria, thượng đỉnh là một trong những sự kiện quan trọng nhất lịch sử các hội nghị thượng đỉnh Ả Rập. Trước đó, nước này ghi nhận thành công trong việc tập hợp các phe phái Palestine ký một thỏa thuận hòa giải vào giữa tháng 10. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn lời Chủ tịch Lào Thông Luân Sisoulith tuyên bố sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hợp tác song phương nhằm đạt nhiều thành tựu hơn nữa. Trong cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Trung Quốc CMG, ông nói Lào và Trung Quốc nên giúp đỡ lẫn nhau về phát triển toàn diện và tăng cường hợp tác về an ninh, kinh tế, đầu tư và thương mại, cũng như phát triển nguồn nhân lực. Lào sẽ cố gắng tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc để thu hút nhiều đầu tư hơn. Chủ tịch Lào cũng nói rõ hơn về mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước. Văn hóa Trung Quốc và Lào gần gũi với nhau, người dân hai nước có lối sống, nhu cầu thiết yếu và biểu diễn nghệ thuật giống nhau. Tôi nghĩ đây là những điều khiến hai dân tộc chúng ta cảm thấy như một gia đình. Người Lào thích ăn đồ Trung Quốc và họ thích đi du lịch đến Trung Quốc, nơi họ tham quan các di sản văn hóa và bảo tàng. Đây là những điều mà người dân Lào quan tâm và tôi tin rằng người dân Trung Quốc cũng thích Lào. Một nhóm các nhà hoạt động môi trường vào hôm 21 tháng 10 đã chiếm một khán đài tại Paris Motor Show 2022, dán tay vào một chiếc xe thể thao được trưng bày. Đoạn phim cho thấy một số người biểu tình ngồi trên sàn và tay dán chặt vào phương tiện,
trong khi những người khác cầm biểu ngữ có nội dung triển lãm ô tô của sự hủy diệt. Các nhà hoạt động kêu gọi cấm quảng cáo ô tô và cải thiện giao thông công cộng. Nhóm hành động vì khí hậu cho rằng chi phí nhiên liệu và điện tăng cao, đòi hỏi nước Pháp phải cải thiện hệ thống giao thông công cộng nhằm hỗ trợ những người dân gặp khó khăn kinh tế. Trước đó, các nhà hoạt động xã hội khác đã dán tay vào sàn của trung tâm triển lãm Post ở thị trấn Wolfsburg của Đức vào hôm 19 tháng 10 để yêu cầu thiết lập giới hạn tốc độ 100 km/h trong nước. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin nóng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.